Em xin kính chào tất cả mọi người ạ. Em xin giới thiệu với mọi người, đây là dây chuyền sản xuất tuần xốp Vinamart, công ty tuần Vina. Và đang hoạt động, hiện đang công ty bên em đang hoạt động để chạy ra khoảng 500 mét tuần xốp ngày hôm nay. Em xin giới thiệu một chút về sản phẩm tuần xốp Vinamart của bên em. Đây là một cái sản phẩm có cấu tạo 3 lớp, bao gồm cái lớp đầu tiên là cái lớp tôn lạnh màu này. Và cái lớp này bên em có hai dạng, là dạng tôn sóng phẳng và tôn sóng ruby. Cái dòng này bên em là cái dòng tôn lạnh màu quý vị nhé, dòng tôn mạ hợp kim nhung kẽm, chất lượng tốt nhất hiện nay, có khả năng cách âm cách nhiệt. Tuy nhiên thì để cách âm cách nhiệt đảm bảo cho cái cuộc sống, cái nhu cầu thì có vẻ như nó vẫn chưa đủ. Chính vì thế mà cái dòng tôn xốp ra đời. Và cái lớp thứ hai của nó là cái lớp xốp PU, lớp xốp hóa học. Lớp xốp này bên em có cái độ dày từ 2,5 tới 5 phân. Và cái tính năng cách âm cách nhiệt nó được đảm bảo cũng là nhờ cái tấm lớp xốp này. Và sau cái lớp xốp ở bên dưới cùng sẽ là một cái lớp giấy bạc 3D. Lớp giấy bạc này thì nó sẽ giúp bảo vệ cho cái lớp xốp của chúng ta trong quá trình sử dụng lâu dài nó không bị bám bụi này, bám bẩn này, hay là mốc, để cho cái sản phẩm của chúng ta có tuổi thọ lâu dài. Và cái dòng sản phẩm này có tuổi thọ lên tới trên 30 năm. Đó là về cái cấu tạo. Còn về tính năng của cái dòng tôn này thì chủ yếu là cách âm cách nhiệt rất là tốt. Như chúng ta đã biết thì nếu mà cái lớp tôn này, một cái lớp tôn này không này, khi mà nó chịu tác động của ánh nắng mặt trời lâu dài thì kiểu gì nó cũng sẽ hấp thụ nhiệt một phần vào đây. Và nếu mà không có lớp xốp ở bên dưới thì nó sẽ tản nhiệt ra cái căn phòng của chúng ta ở bên ngoài, ở trong phòng, và dần dần làm cho cái căn phòng của chúng ta cũng bị nóng lên. Tuy nhiên sau khi mà có cái lớp xốp cũng như là cái lớp giấy bạc này ấy, thì toàn bộ cái nhiệt lượng mà nó đã được hấp thụ ở trong tấm tôn này ấy, nó không thể hấp thụ vào trong phòng của chúng ta nữa, nó không thể tỏa ra trong phòng của chúng ta nữa. Chúng ta tưởng tượng giống như chúng ta có một cái nồi mà chúng ta nấu nước ấy, nó đang đun sôi, nếu chúng ta cầm tay vào thì chắc chắn là sẽ rất là nóng. Tuy nhiên như nếu chúng ta có một cái nắp nồi đủ dày, đủ cách nhiệt tương tự như lớp xốp này và cái lớp giấy bạc này thì chúng ta cầm vào hoàn toàn không nóng nữa. Đó chính là cái nguyên lý để nó không hấp thụ nhiệt vào trong căn phòng của chúng ta. Và thực tế là đã chứng minh là cái lớp dòng tuần xốp này có khả năng giảm tới 99% những cái nhiệt lượng từ bên ngoài môi trường tác động vào phía mặt mái. Còn về cái phía mặt tường thì chúng ta không thể, cái dòng tuần xốp này nó không tác động được. Nếu là tường thì chúng ta tầng 10 mà bị ánh nắng chiếu cả ngày thì nó vẫn cứ nóng bình thường. Nếu không phải là cái lớp tôn xốp này mát cả nhà quý vị nhé. Quý vị là tôn xốp để mát cho cái phần trên mái xuống nó đảm bảo. Còn phần tường của chúng ta thì chúng ta phải có biện pháp xử lý khác. Đấy là về cách nhiệt. Thế còn đối với cách âm thì thực tế đã chứng minh là cái dòng tôn xốp này có khả năng cách âm lên tới 80% những cái tiếng ồn từ những cái trận mưa lớn hoặc là những cái tiếng trọng vào môi trường tác động vào trong không gian sống của chúng ta, làm cho chúng ta có một cái không gian sống rất là yên tĩnh. Cái dòng tôn này bên em là sản xuất là độ dài này, khổ rộng ví dụ 1 mét này, độ dài thì cắt theo yêu cầu của khách hàng này. Ví dụ mái nhà chúng ta bao nhiêu thì bên em cắt bấy nhiêu. Sản phẩm cũng rất là đa dạng về màu sắc này, về chủng loại này, về giá cả này. Dòng sản phẩm này bên em có giá trung bình từ khoảng 120 cho tới 200 ngàn đồng, rất là đa dạng cho quý vị lựa chọn nhé. Không phải là bên em chỉ sản xuất một loại, và cũng không phải là chỉ có sản xuất theo độ dài cố định mà bên em sản xuất này theo độ dài theo yêu cầu, tấm thì dài, tấm thì ngắn, tùy theo đơn đặt hàng. Tuổi thọ của dòng tôn này bên em là trên 30 năm, và cái chế độ bảo hành cho cái dòng tôn này bên em là cũng có chế độ bảo hành chống năm một thủng cũng như là chống phai màu từ 5 cho đến 10 năm. 15 năm. Sản phẩm này được chạy qua một cái dây chuyền rất là dài từ đây xuống chip dưới kia, và sau khi đầu ra này nó sẽ được một cái thanh, có một cái nô quay, có những cái đinh gai là nó sẽ lấy hết những phần bọc khí ở trong tấm xốp ra, tạo ra một cái sản phẩm nó liên kết chắc chắn với các cái lớp. Cái lớp giấy bạc và 3D bên em là cũng rất là đẹp. Đối với cái dòng sản phẩm này, nếu mà chúng ta
là với những cái ngôi nhà nhỏ, những ngôi nhà cấp 4 chẳng hạn thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một cái tôn xốp này không cần phải đóng trần nữa. Tại vì cái tác động của trần ấy thì nó cũng chỉ là ngăn cho cái nhiệt lượng hấp thụ qua mái trên ở trong không mái nhà của chúng ta thôi. Thì cái tôn xốp này nó đã đảm bảo điều đó. Ngoài cái ưu điểm của cái trần hơn so với tôn xốp đó là nó sẽ thu hẹp cái khoảng cách của cái phòng lại. Nếu mà chúng ta sử dụng điều hòa thì chúng ta có trần sẽ lợi thế hơn tôn xốp. Ngoài ra về cái tính năng cách âm cách nhiệt thì em đảm bảo là cái dòng tôn xốp này nó cũng tương tự như là chúng ta đóng trần. Vì mặc dù ánh nắng hấp thụ vào cái mặt tôn này, tôn sờ nóng rát nhưng chúng ta sờ dưới của tôn nó vẫn cứ rất là mát, không vấn đề gì cả. Bên em có các cái màu sắc như là màu đỏ đậm này, đỏ cờ này, xanh dương, xanh rêu, xanh ngọc, xám lông chuột, màu trắng sữa. Để độ dày bên em có từ 0.35 cho đến 0.45. Các cái thương hiệu bên em có hoa sen Vina, Việt Pháp, Việt Ý, Nam Kim Đông Á, Phương Nam, rất là nhiều, em cũng không nhớ được hết nữa. Quý khách có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với em qua các số điện thoại em đã để với phần dưới của video nhé. Bên em ngoài những cái sản phẩm về tôn xốp này thì có các cái sản phẩm về tôn đây, tôn sóng ruby đây, bên em cũng chạy được xốp này. Tôn sóng ruby bên em cũng có sản phẩm tôn sóng ruby xốp. Tôn 6 ở đây, tôn phẳng có tôn 6 sóng hoặc là tôn 11 sóng, nhưng ở đây là tôn 6 sóng, tôn 11 sóng. Công trình mái lớn hơn chúng ta cần như trang trại chẳng hạn, chúng ta cần cách nhiệt, chúng ta có thể chạy các cái dòng tôn 6 sóng xốp, chạy gà, chạy chăn nuôi, trang trại chăn nuôi chẳng hạn, chẳng hạn chạy cái nhà trồng rau chẳng hạn, chúng ta cần tôn 6 sóng. Bên em thì bán hàng vận chuyển tận nơi cho khách hàng nhé. Sau khi mà sản xuất xong bên em sẽ cho lên xe và vận chuyển tận nơi đến cho khách hàng miễn phí. Ngoài ra thì khách hàng mua số lượng lớn này, mua hàng thường xuyên này cũng sẽ được hỗ trợ về giá và rất là nhiều những cái ưu đãi khác nữa. Tôi Vina rất là mong sẽ nhận được những cái sự ủng hộ của khách hàng. Em xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video.